Herbal Nature hân hạnh đồng hành cùng chương trình Ở Nhà Vui Mà. Chương trình được ghi hình trước khi tình hình dịch diễn biến phức tạp như hiện nay. Hy vọng rằng chương trình sẽ lan tỏa một phần nào đó nguồn năng lượng tích cực đến với quý khán giả trong thời gian ở nhà. Cùng đến với hai gia đình của tuần này nào. Xin chào khán giả của chương trình Ở Nhà Vui Mà. Mình là Sa Lưu và đây là anh Dương Phúc Linh. Đây là Mickey và Jenny. Cùng gia đình Mick. Hello. Hello. Mọi người cùng tham gia với cả nhà mình nha. Không biết là hai đứa nó có ngồi im được không? Tại sao gọi bạn là hạt mít? Hạt mít là vì hồi bé mình hơi mũm mĩm một tí nên được gọi hạt mít. Mà bạn gọi bây giờ? Ở nhà hai vợ chồng thường gọi nhau là gì? Thì anh em. Anh em và đôi lúc là honey. Ở nhà thì mình gọi là chồng. Mình cũng thường chắc là chỉ gọi là mít thôi. Còn chồng mình không gọi mình là vợ. Một ưu điểm của người còn lại. Chồng mình là một người vui vẻ. Mít thì hơi khó tính một chút. Thì ưu điểm của anh Linh là cái gì cũng biết làm. Ưu điểm của vợ mình là lâu vậy. Lâu lâu vui vẻ. Yeah. Một tật xấu của người còn lại. Hơi lười biếng. Tật xấu của chồng mình chắc chắn đấy là hay quên. Vợ mình thì nhớ quá nhiều thứ. Thứ năm là ai là người chăm sóc con giỏi hơn? Sai vậy, sai vậy. Đổi đi, đổi đi, đổi đi. Đổi đi. Được, 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 được. Đổi đạo. Đổi đạo, đổi đạo. Cứ chừng nhiều. Theo mình thấy thì hai vợ chồng mỗi người có một ưu điểm riêng khi mà chăm sóc em bé. Mình thì thiên về cái như kiểu cho bé ngủ, cho bé ăn. Nhưng mà nếu mà để chơi với con thì chồng mình lại khéo hơn. Đúng không nhỉ? Một điểm ở người còn lại mà bạn cảm thấy có sự thay đổi tích cực sau khi có hai em bé. Chồng mình trầm tính hơn. Bớt đàn ông hơn một chút. Bớt đàn ông một chút. Đàn ông hơn. Mình thấy vợ mình kiên nhẫn hơn và bớt nhanh đi một chút, tại vì bình thường thì mình làm mọi thứ cái gì nó cũng nhanh nhanh nhanh, nói cũng nhanh. Có tích cực chăm con nhiều hơn, để dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. À, dành thời gian nhiều, à, giống như là khi là mình ở nhà nhiều hơn đúng không? Cái kiểu vậy. Mày nói ơi. Đi. Để đây. Thôi trước. Hai từ mô tả đặc biệt Việt Nam. Chắc chắn đấy, hai từ đấy là nhiều năng lượng với cả cực kỳ hài hước. Nhí nhảnh. Đúng. Con chạy sức khỏe. À, con chạy sức khỏe. Mô tả về Mickey là giống anh Linh, tăng động. Còn hai từ mô tả Jenny là siêu lười giống mẹ. Món ăn gì mà từ đầu mùa dịch đến giờ mà cả nhà chưa được ăn và sẽ ăn liền sau khi hết dịch? Bún chả. Bún chả. Ê. Ăn đồ Hàn Quốc. Đồ Hàn Quốc. Đồ Hàn Quốc. Yeah. Đồ Hàn Quốc. Đồ Hàn Quốc, đồ Thái, đồ Ý, đồ Nhật. Tất cả những món mà ở nhà không ăn được thì mình sẽ ăn hết. Nơi nào mà ra thì mình sẽ quyết định sẽ bao lâu lên và đi sau khi hết dịch? Hà Nội nhá. Sẽ đi chắc là Hà Nội. Nếu mà sau khi dịch thì nhà mình sẽ đi Hà Nội. Tại vì cả nhà đã không được về Hà Nội từ đợt Tết đến giờ rồi và đang rất là nhớ ông bà ngoại này đúng không? Con nhớ.
Con nhớ ai? Con nhớ con ngoài cả Gigi. À cả Gigi nữa. Đó nên là hay là chắc anh mình đi Hà Nội. Đi Peekaboo cả lại đi Park. À đấy mà không phải Hà Nội con ạ. Châu Âu. Đi châu Âu tại vì là cả nhà cũng muốn đi châu Âu để Mick and Jerry biết là quê hương của của ba như thế nào. Cả nhà mình cùng pose dáng để chương trình chung tấm ảnh nhá. Như thằng kia. Đóng ra đi. Ok. Bây giờ là pha bột ăn sáng cho Mickey và Jenny. 1, 2. Bột ăn dặm mà thường pha với sữa công thức đến khi nào mà đặc vừa đủ thì thôi. Thì cũng giống như là bao gia đình khác thì trong cái thời gian dịch này thì ai cũng phải ở nhà một cái thời gian mà dài nhất trong cuộc đời. Thực ra chỉ cái khó chịu là mình không được ra ngoài thôi. Không được ra ngoài thôi. Chứ cũng may mắn là công việc của Linh thì cũng mặc dù nó ít hơn nhưng mà nó vẫn đều, tại vì là Linh làm nghề quảng cáo, đó là cái nghề chính. Cho nên là quảng cáo nó vẫn tiếp tục, trên TV vẫn là chiếu quảng cáo và họ vẫn đặt nhạc, cho nên là nó cũng không ảnh hưởng gì. Còn Sara thì trước đây thay vì đi event, đi diễn và game show một chút dạo phố xong thì cũng ở nhà thôi, tại vì bây giờ mình chồng con rồi nên là mình cũng ít khi gặp bạn bè bởi vì ai cũng bận. Mùa dịch thì mình sẽ là người dạy đầu tiên và thường thì không phải đi làm nên mình sẽ có bề bẽ một chút, tức là mình có nướng bánh và mình pha cà phê. Pha cà phê thì thường là lúc đi làm mình cũng đã pha rồi. Bánh thì mình chuẩn bị trước từ đêm hôm trước, mình chuẩn bị bột trước và sau đấy thì mình sẽ nướng sau, thì đến sáng nướng nó sẽ ngon hơn. Bây giờ mọi người để xem mình pha cà phê nhé. Ok, bây giờ là cà phê xong. Và khi cà phê vừa xong thì mình cũng nghe thấy mùi bánh rất là thơm rồi. Bây giờ mọi người thử xem bánh mít làm buổi sáng như nào nhé. Ok, để ra thành phẩm cho mọi người xem nhé. Mọi người ơi, đây chính là bánh quế. Bánh này thì rất là thơm. Nó có nhân quế này, đường này và cực kỳ hợp với cả cà phê hoặc là uống với sữa tươi. Đây là chắc là lần lâu nhất cả gia đình mình ở với nhau lâu như thế, từ đợt ở Cử Đan đúng không? Ở liên tục với nhau. Mấy ngày đầu ấy là hai vợ chồng cứ đi ra đi vào, ngủ dậy rồi không biết làm gì cho con ăn, nấu ăn xong rồi làm việc nhà các thứ. Nhưng mà lâu dần thì mình cũng sẽ thích nghi hơn, ví dụ như là một ngày bây giờ thì mình sẽ có nhiều hoạt động kết hợp với Đan, như là dạy Đan học tiếng Anh này. Buổi chiều thì thường là mình sẽ có hai vợ chồng sẽ có tập thể dục, bố cao tại nhà, mình sẽ đọc nốt quyển sách mà mình đang đọc đang dở chẳng hạn, hoặc là mình học thêm một vài loại bánh, cách làm bánh mới, món ăn mới. Thay vì cái chuyện là bức bí cho gia đình thì cái sức khỏe của bây giờ của cả gia đình nó quan trọng hơn rất là nhiều, nên hai vợ chồng cũng cảm thấy là chuyện ở nhà thì chuyện rất là bình thường rồi, và nó cũng có gì là khó khăn nữa cả. Đan thì hay ngủ muộn nên đến giờ còn chưa dậy đây. Ok, ăn sáng nha. Leke.
ăn được. Ok nha. Trong một ngày Linh Lisa mình phải thay đồ vài lần. Bình thường hai bé ăn xong thì sẽ cho ăn một miếng bánh nếu mà ăn ngon, còn là không ăn thôi. Ôi trời. Vô ý rồi. Ăn không? Xinh không nào? Sạch chưa? Xinh không? Ồ, thơm nhở? Ha, lần nữa nào. Lần nữa thôi. Bây giờ mình ra làm đồ ăn sáng nhá. Đồ ăn sáng. Ok. Làm món gì nhở? Làm món ếch đỏ. Ếch đỏ. Hey. Trứng đã được chưa? Để mẹ đi làm. Mẹ đi làm ở đâu? Mẹ làm trứng ấy. Ok. Xong chưa? Đây có phải là ếch con thích không? Yeah. Yeah. Có một ghế. Ghế ghế xanh xanh ghế. Ngồi ăn nhá. Ok.
cái đời sống nó thay đổi là như là mình, nếu mình có con á thì mình phải ở nhà nhiều, chăm sóc cho con, và nhất là những cái năm đầu tiên như vậy là em bé cần rất là nhiều thời gian và rất là quan trọng. Bây giờ buổi sáng sẽ cho hai em bé học về trái cây một chút nha. Bây giờ mọi người xem hai bé học như nào nhé. Khế quả dứa, khế quả dứa, khế quả dứa, khế quả dứa, khế đâu, khế đâu cười. Sao đánh em vậy? Khế đâu? Ok, đúng rồi. À, bây giờ xe đi, xe nè. Xe máy, xe đạp, xe máy, xe đạp. Nào, xe máy đâu, xe máy đâu, xe máy đâu con? Cầm xe máy đi, cầm xe máy đi. Tại sao con chỉ nhìn thôi à? Xe máy đâu? Xe máy đâu? Cầm xe máy đi. Xe máy đâu? Xe máy đâu? Xe máy đâu? Đây dễ phân biệt hơn, cái này khó phân biệt hơn vậy? Vì có bé nên là mình có thể chăm sóc con, để mình chơi với con rồi xem nó làm đủ trò mắc cười. Rồi dạy em bé chơi này, rồi xem tranh. Cảm thấy là ở nhà mà có em bé được vui hơn nhiều. Vui hơn nhiều, may là có em bé. Yeah. Yeah. Em bé thì tội một cái là mùa dịch này không thể được ra ngoài khám phá thế giới. Trong cái tầm tuổi mà 10 tháng của Mickey and Jerry thì là cái tầm tuổi là khám phá mọi tất cả mọi thứ xung quanh rồi. Thì đến bây giờ là phải ở trong nhà, rồi xem tivi, rồi nghe nhạc, rồi xem tranh, rồi cũng chỉ chơi ở trong nhà thôi, nhìn rất là tội nghiệp. Thôi vậy nữa, hy vọng là mau hết dịch để cho hai bé đi khám phá thế giới. Yeah. Cùng với ba mẹ. Sẽ đi khắp nơi luôn. Mở vô, mở vô, mở vô. Mickey chỉ có thích lấy ra thôi chứ không thích bỏ vô nè. Nè, bỏ vô nè. Mickey sẽ đi sinh đôi nhưng mà là sinh đôi hai trứng nên là khuôn mặt và tính cách khác nhau hoàn toàn. Hoàn toàn luôn, 180 độ luôn. Trong dưới. Thứ nhất, cả hai đều rất là thích âm nhạc, đều điểm giống nhau. Nhưng mà Mickey lại rất thích đánh đàn của ba. Là lúc nào mà vào phòng của ba là cũng nhảy vào cái đàn, bấm 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 ngón tay như này này. Còn Jerry thì cũng hứng thú với đàn nhưng mà lại nhạy cảm hơn với bài hát. Nhất rất là thích những cái bài hát mà vui vui, mà khi mà mẹ hát kiểu nhây nhây chế chế rồi giọng chip măng gì đó thì rất là thích, cười sang sang sang. Mickey là một người bé là cần sự quan tâm, thích ẩm, thích là cùng chơi cùng với nhau. Chỉ cần ngồi cạnh không cần làm gì, không cần ôm ấp, không cần chơi, chỉ cần ngồi cạnh thôi. Còn Jerry là một người thích ở một mình. Jerry sao, sao cũng được. Thật sự thì Dan là một người cực kỳ nhiều năng lượng và cái chuyện ra ngoài chơi với Dan là một chuyện tất nhiên rồi. Mà bình thường nếu như không dịch thì là Dan sẽ đi cả ngày sẽ chơi ở trường, xong đi về nhà sẽ đi bơi tiếp, rồi còn đi chạy đúng không? Xong trời ơi, rất là nhiều năng lượng luôn. Thế nên khi mà dịch tới thì đối với Dan, công nhận ở trong gia đình mình thì với Dan là cái người rất là khó khăn nhất khi mà phải ở nhà. Thì hai vợ chồng cố gắng nhất là chơi với con này, chơi quanh nhà với những trò chơi như gần đây là Dan chơi trốn tìm. Đúng không? Đang chơi trốn tìm này. Rồi mình có mua những cái đèn lấp lánh lánh để chiếu trong phòng, để Dan đang chơi trong phòng. Hoặc là cố gắng là ngồi đọc sách, hoặc là phân tán năng lượng của con bằng cách là cho ngồi vẽ này. Dan đặc biệt là không thích búp bê mà rất thích mấy cái đồ kiểu ô tô, kiểu từ da các thứ, đúng không? Spider-Man. Đó. Thế nên là hai vợ chồng cũng cố gắng là chơi cùng con nhiều hơn những ngày bình thường. Móng tay này, móng tay ai nhiều sâu thế này? Móng ai à? Đang còn nhớ các cô giáo không? Không. Thế á? Đang còn muốn đi học nữa không? Không. Thế á? Chỉ cứ ở nhà thôi. Chết ở nhà. Thôi chết rồi. Đang nghỉ học bao nhiêu lâu đang quên cô giáo luôn à? Con nhớ bạn tí không? Không luôn. À, bạn gì nhỉ? Bạn Uni.
Không nhớ luôn. U là. Tôi chết rồi, bạn Bèo. Bạn Bèo à? Ờ. Nhưng mà con đi học thì con có các bạn để con chơi cùng chứ? Không. Không á? Con ở nhà hả? Cần nhà thôi. Ở nhà thôi. Chết rồi. Hết Covid rồi mình sẽ đi học nhá. Không. Oh no. Chị đi Hà Nội chơi. Đi Hà Nội à? Đi Hà Nội thăm bà, ông bà ngoại à? Trong ông bà ngoại. Trong bác Phương cả bà ngoại của ông. À, bác Phương nữa. Đang rất là nghe lời luôn, vì khi mà bố mẹ nói Đan là đang còn Covid đúng không? Đang còn Covid thì Đan nghe, Đan hiểu, Đan biết là không ra đường, ra rất là nguy hiểm, nên Đan cũng tự thích nghi hơn. Và Đan cũng đã gần đây là cũng không thấy đòi đi chơi nữa rồi, và cũng có được sinh hoạt là cũng phù hợp với cả gia đình mình hơn. Thì Đan có thèm đi bơi không? Có. Nhớ đi bơi nhỉ? Con bơi nhà. Thực sự là khi mà không có dịch ấy, thì là nhà mình cũng có giúp việc. Thế là cả bố mẹ cũng không có làm mấy. Nhưng mà mình vẫn có hai vợ chồng thì vẫn tự dọn phòng của mình. Nên khi mà Đan ấy thì là, ví dụ khi nhà mình cho Đan đi tắm ấy, thì mình cũng hướng dẫn Đan là con phải cất đồ chơi trong phòng tắm có con đi. Thì đợt đầu là Đan cũng không có thích đâu, đúng không? Vẫn còn kiểu còn cần kiểu trốn và hay nhờ bố làm. Nhưng mà sau một thời gian thì Đan rất là tự giác, không phải nhắc nữa. Thế còn bố thì sao? Lúc ấy chơi bố trong phòng thì sao? Thì cũng hay tự nhắc, Đan nó cũng có trách nhiệm. Khi mà mình nói là cần phải dọn cái gì đấy thì con cũng làm theo. Hôm qua lại thấy là Đan dọn bố bông. Nói chung là Đan, trong phòng của Đan thì Đan tự biết dọn đồ chơi của mình. Còn ở ngoài nhà thì bé cũng chưa biết giúp đỡ gì cả, nhưng mà mình thấy thế là ok rồi. Con ngồi như này hả? Hả? Con thích ngồi như này gì? Con ở đây à? Không đủ chỗ, vậy mà để iPad đây nhá. Ok. Ê ơi, mẹ nít nào cô giáo. Ok, mẹ cô giáo. Bây giờ đang học cái gì? Đã học cái gì? Letter A nè. Letter A đâu? Hay học bài hoa quả không? Học bài hoa quả mà. Thế học bài gia đình không? Bố mẹ không? Nhá. Together. Con gì á? Ông già Noel đấy. Ông già Noel đâu? Rồi bây giờ đến tiết mục là hất tóc cho Mickey và Jerry. Thì bây giờ thì sẽ là Jerry trước nha. Ngồi im con, ngồi im, mẹ cắt tóc cho con nhé. Ngồi im. Ngồi im, mẹ hất cho đẹp đi nha, không là méo nha. Gọn gàng hơn rồi đó. Phần mái nhưng con chậm, con ngồi im đấy coi. Nhanh. Ngồi im nè. Ai đi tắm. Rồi, bây giờ đi lên Mickey cắt tóc nha. Mickey là khó chịu hơn rồi. Đúng là sợ.
xong rồi nè. Nhìn cái đầu nó bây giờ nó bợm hơn. Hey Jerry. Jerry. Hôm nay Sara sẽ có trò mới với Mickey và Jerry. Đan đan đan. Chính là cái tranh cãi đầu này. Và để xem phản ứng của hai đứa như nào nhá. Sao ta? Mấy cái Jerry sao ta quay cam? Bạch sướng nhắm mắt luôn kìa. Trời ơi, con ngồi đi mà. Sao con ngồi trước mặt em con vậy? Hả? Con ngồi trước mặt em con. Tôi nhớ đi, tôi ngồi sau rồi. 1, 2, 3. Yeah. Rồi xong, ra chào. Xin mời. Trời ơi, đói dã man. Bình thường thực ra là bây giờ Linh với Sara đang ăn trưa. Đó. Hai vợ chồng không bao giờ ăn sáng hết. Hai vợ chồng là không ăn sáng. Tại vì là khoa học nói là thực ra là mình ăn 3 lần một ngày á, nó không có đúng. Mình nên ăn trong vòng 8 tiếng thôi. Thì ví dụ là mình ăn trưa, có xong mình ăn tối là đủ trong 8 tiếng, chứ đừng có ăn thêm nữa. Ăn thêm thì nó quá dư. Chẳng qua là anh Linh mới đọc được thôi, nhưng từ trước đến giờ Sara vẫn không ăn sáng. Anh Linh hồi mới quen là có ăn sáng nha, ăn đủ ngày 3 bữa, rất đúng giờ. Nhưng mà sau khi mà đọc được những cái bài báo ở nước ngoài á, thế xong cuối cùng thấy mình làm đúng. Thế là làm theo. Sức sức thì tiếng Hà Lan gọi là frikandel, làm bằng thịt heo. Siêu ngon luôn. Hồi mới quen xa ra mình chưa có quen, gặp một người mà ít nói vậy, mình cứ nghĩ là Sara đang buồn hay là đang ham vui. Có hỏi chứ là hỏi. Ủa, em có sao không? Chưa. Lâu lâu hỏi. Đi đâu chưa hỏi. Em vui không? Nhà vui. Tại vì Sara là một người không có hay thể hiện cảm xúc ấy. Vui thì cũng thế, mà buồn thì mặt cũng thế. Khó đoán phết đấy. Và hồi nào giờ là Linh với Sara cũng không có cãi lộn, cho nên là sống chung với nhau nó cũng không có bị quá áp lực. Áp lực, đúng rồi. Ví dụ có những người là hai chồng đi làm, ví dụ vậy đi, cái xong quen vậy rồi, và đụng cái là mùa dịch, và họ phải ở nhà, và họ phải giống như là quen với lại cái sự coi là luôn có mặt của người kia. Ừ. Thì họ phải học hỏi rất là nhiều thứ và kiềm chế rồi kia. Còn anh với em hồi nào giờ là sống chung rồi đấy, với lại luôn là cái làm cùng nhau. Bây giờ là sẽ nấu cháo cho Mickey và Jerry, và hôm nay sẽ là cháo khoai đậu đũa, là gồm đậu đũa này, khoai tây này và một chút khoai lang cắt nhỏ. Có hôm thì Mickey Jerry sẽ ăn cháo bí đỏ gà này. Hôm thì ăn cháo khoai lang tím, hôm thì khoai mỡ. Mỗi ngày thì Sara sẽ nấu đủ phần cháo cho Mickey và Jerry ăn trong vòng một ngày, là bữa trưa và bữa tối.
thường là sẽ nấu nhiều hơn một chút và không có để qua đây. Khoai lang mà bổ ra nó sẽ đen xì ngay. Rồi, để đến thịt gà. Và cuối cùng là đổ nước theo đúng cái mức mà mình nấu vừa đủ. Sau khi đã cắm điện xong thì mình chỉ việc nhấn nút là xong. Rồi, 20 phút nữa là có cháo. Hello Jerry. Đây, cho Mickey vô chơi cùng. Vẫn đang nằm. Thận thận lấy vào đầu. Ôi trời trời trời. Ê, Mickey ngồi dậy đi. Jerry ngồi chưa? À, Jerry. Trời ơi, khỏe thân đang ngủ ngon mà ngủ hơi nhiều nha con. Trời. Nhìn lên, nhìn lên. Nó ngồi gục lên. Thôi dậy ăn cháo. Ăn cháo, ăn cháo, ăn cháo. Giờ là phải hai tay, giữ hai cái chân này nè. Thôi. Bà thương tụi con lắm. Thì thực ra thì mong muốn ai, cha mẹ nào cũng mong muốn con mình sau này là giỏi giang và thành đạt và gặp nhiều may mắn hết. Thì nhiều người cũng nói là không biết là sau này Mickey và Jerry có theo nghiệp làm nhạc hay là ca sĩ, nghệ sĩ như ba mẹ hay không. Nhưng mà hiện tại thì cũng có vẻ khá là nhạy cảm với âm nhạc. Nhưng mà mặc dù khi mà sau này lớn, Mickey và Jerry có làm gì, nghề gì thì ba mẹ cũng sẽ ủng hộ. Linh rất là muốn là Mickey và Jerry theo nghệ thuật. Tại vì Linh nghĩ là trong tất cả những nghề mình có thể làm được là làm nghệ thuật nó vui nhất. Và Linh muốn cái đời sống của Mick and Jerry nó vui giống như đời sống của mình, nó nhẹ nhàng và mỗi ngày mình đi làm mình không có cảm giác mình phải đi làm, nó là một cái thú vui của mình và nó thành cái nghiệp của mình. Nhưng mà dĩ nhiên là cũng theo cái sở thích của hai bé và cái khả năng. Bữa trưa hôm nay đây. Trang ơi. Ơi. Con nói chưa? Nói. Nói à? Con muốn ăn gì? Con muốn ăn cơm cà chì, cà chì dầu. Cà chì dầu á? Ăn thịt được không? Yummy. Dịch thì chúng mình không có lựa chọn gì khác ngoài việc nấu ăn ở trong nhà. Thì đối với bản thân mình thì bình thường trước cũng đã hay nấu ăn rồi, nên khi mà đến dịch đến thì mình cũng thấy là mọi chuyện bình thường, vợ nấu cơm, chồng rửa bát, thì thế là hai vợ chồng mình vẫn mong được thế trong nhà. Ngoài nấu ăn này, ngoài cách thiết chặt tình cảm với nhau hơn này, có một cái thói quen nữa mà hai vợ chồng nhất định là sẽ giữ sau khi mà hết dịch, đấy chính là tập thể dục. Wow. Thói quen nó đúng mà quan trọng nhất là phải giữ gìn sức khỏe. You're perfect just like you are. Release your control, start to let go. Take a night off and let yourself go a little crazy. 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 Release your control, let your body go a little crazy. Just crazy. It's so crazy. So crazy.
Trời mưa thì phải trú đúng không? Để vào nhà ngay đúng không? Không phải là nó cổ ô đâu. Thế cô giáo ở lớp dạy con là trời mưa thì phải làm gì nhỉ? Cô giáo có nước cô. Hả? Nước các bạn vui quá. À. Đang cũng vui à, luôn. Tại vì ở trường đang là có chương trình tắm mưa đúng không? Các cô phun nước vào con chơi đúng không? Thế bình thường trời mưa mình sẽ phải. Chị ô khóc. Thấy trời mưa thì mình hát bài gì nhỉ? Bạn nhớ không? Rain, rain, go away. Come and get another. Mommy wants to play. Rain, rain, go away. Nhân dịp chương trình ở nhà vui mà nên làm một cái bánh cá tô dễ thương cho tặng cho vợ mình. Yêu Yêu I'm so thank you and you. Ơn vợ rất là nhiều. Nhưng mà Sara là một người không có quá lãng mạn kiểu xây xúa. Anh ơi em thương anh. Em thương anh bởi vì anh thương em. Bla 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 bla. Không biết nói cái đấy. Đúng rồi, thương thanh đậm thôi. I love you. I love you. Nói chung nói rất là ngắn gọn. Hải Phòng không làm bánh. Tôi rất là thích làm bánh. Và đây hôm nay tôi sẽ làm một bánh gato fanin. Rất là thơm, rất là ngon. Thì bây giờ mình bỏ cái bột này họ làm sẵn rồi. Cái thiệt ra cái bánh này nó rất là dễ. Cái bột này họ làm sẵn rồi. Rồi bây giờ mình bỏ bơ vô. Rồi bây giờ mình đánh lên. Khu trái tim dành cho vợ. Yêu. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ vô là nướng bỏ 1 tiếng đồng hồ. Wow. Nhìn ngon không? Rồi, ôi. Ngon quá nè, mời vợ nha, trái tim. Bây giờ không có kem ấy. Ngon quá không được ăn. Wow. Ngon quá. Ngon không? Xin chào, đây là studio của Linh và đây là nơi mà Linh làm việc hàng ngày. Và Sara cũng hay vào đây để thu âm và không phải là chỉ cái riêng những bài hát của Sara mà cũng rất là nhiều cái bài hát quảng cáo mà Linh làm. Linh ở đây cũng mười mấy tiếng một ngày. Một ngày.
Và chắc là phòng thu là cái nơi yêu thích nhất trong căn nhà. Chứ không phải bếp hả? Với lại bếp. Cái phòng ngủ hả? À, với lại cái phòng ngủ. Phòng khác nữa. Ở trong nói chung là rất là thích. Rất là thích căn nhà này. Tối nay thì cả nhà sẽ ăn món bò nướng cuốn bánh tráng. Và bây giờ thì Sara sẽ chuẩn bị tất cả những nguyên liệu để ướp sẵn, sau đó cất vào tủ lạnh và tối nay sẽ cho lên chảo nướng. Trời, ok, thank you. Xiao. Ta-da. Rồi, sau khi hai đại ca đã dùng bữa tối xong thì bây giờ đến lượt cả nhà và tối nay sẽ là món bò né nướng bánh tráng. Đói quá. Rồi, sắp được rồi. Chúc mọi người ăn ngon miệng nha. Hãy thử cái món này nha. Bò né nướng bánh tráng. À, và bây giờ cả gia đình bây giờ sẽ ăn đây. Ngon quá. Chương trình này. Xin chào gia đình Hạt Mít. Cảm ơn gia đình bạn đã chia sẻ lịch trình một ngày của mình. Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đây. Gia đình bạn sẽ phải tiếp tục tham gia một thử thách cho chương trình đặt ra, đó là dạy bé Đan làm bánh cookie. Hoàn thành thì sẽ có thưởng và thua thì đương nhiên bị phạt. Mình nghĩ đây là thử thách không hề khó đối với Đan rồi. Vậy bình thường là mình với Đan cũng rất là hay làm bánh với nhau. Thường mỗi lần làm bánh là bé sẽ quậy tung bếp lên luôn. Hỡi cuộc thử thách này. Chút nữa sau khi Đan chơi với bố xong mình sẽ thử cho Đan làm xem thế nào nhé. Ok, bây giờ mình bắt tay vào làm nhá. Đan nhớ một tay Đan giữ nhá. Một tay Đan giữ cái này. Nó quá. 114 bơ này. Đang ăn cái này thì làm gì còn mà làm nữa Đan. Và bây giờ hai mẹ con mình sẽ làm một thử thách nhá. Hôm nay thử thách các cô chú muốn Đan đấy là làm bánh cookie. Chocolate and fluffy and chocolate. Thì bánh cookie này con muốn tặng cho ai? Tặng cho các chú. Các chú à? Tặng cho cô Thảo không? Cô Thảo vừa đi tiêm vaccine về đấy. Đang chích cô. Chích cô Thảo. Thế bây giờ mình sẽ làm bánh cookie và tặng cho cô Thảo nhá. Chocolate and coffee. Ok. Nguyên liệu là bánh cookie thì gồm có bột mì đa dụng này, có đường đen này, đường trắng này. Ok. Chocolate. Oh no. Đã ăn cái này thì còn mà làm nữa con. Con nha mà con ít thôi con. Đang ăn ít thôi nhá. Và có trứng, có baking soda. Baking soda là yummy. Yippee. Ok, bây giờ mình bắt tay vào làm nhá. Yes. Ok, bước đầu thì mình sẽ làm gì trước nhỉ? Mình sẽ đun bơ trước nhá. Mình cần 114 bơ để yummy. Chocolate dính vào. Ui. Bơ
Bởi vì Dan không thích ăn bánh cookie cứng nên mình hay làm cho Dan bánh gọi là soft cookie, là ở ngoài nó sẽ hơi giòn, trong nó rất là mềm. Nên cái bơ này phải đun chảy ra. Đun chảy à? Bây giờ mình sẽ cân, mình sẽ cho baking powder. Em ấy làm gì á? Wow. Chỉ ăn to thôi mà, đang ăn béo. Miếng to cũng để làm mà Dan. Đang phải để bắt sô cô la ra ra hỏi Dan. Nope. Không cho Dan gần đấy nữa. Dan gần hết rồi nè. U là. Nên Dan trộn bột cho mẹ. Bột gì? Con trộn đều nhá. Happy. Con đừng trộn ra ngoài nhá. No. Bơ mềm mà đang đưa cho mẹ cái đường đấy. Đường gì? Ở đây ạ. Wow, sâu. Khi mà bơ mềm thì mình sẽ đun cho đường nó mềm ra nhá. Không phải tắt bếp luôn. Rồi mình cho thêm đường trắng và đường nâu. Cái đường nâu này chính là bí quyết cho món cookie của mình làm cho Dan lúc nào cũng rất là thơm. Mọi người cố gắng đánh cho đến lúc cái bơ và cái đường này nó hòa quyện được với nhau ấy. Nó không tách ra. Không tách ra. Nó không tách ra. Đây là nước. Đây là xong rồi cho trứng vào rồi. Thì bắt đầu mình sẽ đổ bột vào. Đang giúp mẹ nhá. Rồi, ăn giúp mẹ đi. Ăn nhớ một tay đang giữ nhá. Một tay đang giữ cái này. Nóng quá. Nhiều cái gì mà nóng. Mình thiền. Mỗi hết rồi. Nào. Đang không tay, tay đang cầm cái này cho chắc nhá. Buồn quá. Con nấu con buồn. Con làm bánh cô Thảo mà. Nhớ cô Thảo, con ngô, con muốn về nhà cô Thảo cho đi cô Thảo. Mà giờ này đang Covid con ạ. Không Covid rất là nguy hiểm luôn. It's so cute. Ê, ngửi sau nhé. Quang đi, quang đi nào đi. Cô nên, cô nên, cô nên. Cô nên phát gì ơi. Mình ăn nhá. Ok.
cảm ơn anh nhé, con đứng xa nhá. Chúng tủ của gia đình nhà Mít luôn. Bởi vì mình thường hàng ngày là Đan cũng rất thích ăn gói cookie, và mình cũng không muốn mua ngoài vì sợ nó có nhiều đường ấy, nên mình cũng hay tự làm ở nhà cho Đan và cả cho bố ăn rồi. Bố ăn của thế nào? Ngon. Còn đối với Đan thì Đan cũng chỉ là đứng bên cạnh này Đan giúp mẹ thôi, nhưng mà Đan rất thích cái công đoạn mà nặn nặn ấy. Với cả Đan thích là cảm giác mà khi nhìn thấy cái bánh nó phồng lên ở trong lò. Thank you.
giời. Mickey và Jerry cuối cùng cũng ngủ thì bây giờ đã là thời gian cho hai vợ chồng. Yeah, ngủ. Và tối nay hai vợ chồng sẽ coi phim. Để bật phim xem tối nay coi gì không ta? Hay là mình coi phim phim rạp đi. Trời ơi, nghĩ đến rạp mình rất là muốn đi coi phim ở rạp. Bây giờ đang có rất nhiều phim mới mà không được đi. Email. Email. Ủa, của ở nhà luôn mà. Gặp đi. Tắt tiếng. Tắt tiếng. Xin chào gia đình của anh Dương Khắc Linh và chị Sara Lưu. Cảm ơn gia đình bạn đã chia sẻ lịch trình một ngày của mình. Nhưng mọi thứ chưa dừng lại tại đây. Anh Dương Khắc Linh sẽ phải tiếp tục tham gia vào một thử thách do chương trình đặt ra. Đó là thử thách tự skincare cho bà xã. Hoàn thành thử thách nhất định sẽ được thưởng và thua đương nhiên sẽ bị phạt. Tiêu chí chấm điểm sẽ tùy thuộc vào nhận định của bà xã và tâm trạng của ban tổ chức. Cố gắng lên nha. Thế là bây giờ Sara sẽ được anh Linh skincare cho. Anh muốn skincare như nào nè? Đắp mặt nạ hay là massage? Hay là cả hai? Tôi mệt quá. Tôi mệt quá à? Nhưng mà em không mệt. Ok. Đây sẽ là lần đầu tiên làm skincare cho Sara. Và lần cuối. Yeah. Mấy này phức tạp. Cái cảm giác người khác làm đã chứ. Không, cảm giác mình làm nó mới đã chị. Rồi, xin mời quý khách. Yeah, đây sẽ là lần đầu tiên anh Linh làm skincare cho Sara. Và lần cuối. Yeah, để xem tay nghề sao. Rồi, nếu quý vị thấy đau, khó chịu hoặc là buồn nôn, hãy giơ tay lên. Rồi, 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 ok, ok. Cái máy này sao nè? Lần trước anh thấy em dùng rồi đó. Cái máy này phức tạp. Khó nhất là cái đoạn mà lắp cái giấy mặt nạ của nó vào ấy. Giờ mình sẽ lắp một cái giấy trên cái máy này. Cái máy này nó làm gì em? Máy này là massage, có chế độ rung và có ánh sáng để làm đẹp da. Thế đang ở room đâu? Hay là hết pin? Chắc hết pin á. Trời ơi. Ơ, được rồi. Ủa, thế là anh bấm sai. Ai biết đâu. Có được không chị? Cũng được. Chị hay đến đây không? Chị ở đây luôn á. Ủa vậy hả? Nhìn chị quen quen á, chị có phải diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ gì không? Dạ. Không hả? Dạ. Sao nhìn thấy quen ta? Không quen rồi, chị hay tới đây á. Chị ở đây luôn, ăn dầm làm gì ở đây á. Nghĩa hả? Hèn gì? Hèn gì thấy mặt dày như vậy? Để không? Yeah. Sau khoảng 90 giây rồi nó cũng hết. 90 giây thôi hả? Nhanh vậy hả? Ừ. Ê. Ê, vậy? Xin lỗi. Đã không? Đã không? Cảm giác người khác làm đã chứ. Không, cảm giác mình làm nó mới đã chị. Em làm ở đây mấy năm rồi, em tay em rất là kinh nghiệm. Chị nào chị đến lần sau á, chị nói chị yêu cầu là Linda làm cho chị nhé. Cô Linda hả? Linda. Ok. Rồi, bị tới cái gì đây ta? Không, còn ướt nữa, anh xoa tay lên cho nó thấm khô á. Anh nào? Anh Linda. Em học cái kỹ thuật này ở bên Thái Lan á chị. Đây nè. Để cho nó nhỏ lại, nó được căng mở chị.
Chị cố gắng, chị coi cái này chỉ có 1.5 tiếng thôi nha. Xinh mặt đó. Này dạ yeah. Nhiều không? Chút xíu. Hả? Xoa. Đây xoa. Chị thông cảm nha, đôi lúc em hơi... Tàu hỏa chấm ba hả? Ừ. Làm nhiều khách quá, ai cũng làm kiểu khác cho nên là em quên. Chị dùng nhiều thứ quá, hèn gì chị đẹp. Này là cũng ít lắm rồi đó. Dạ. Sao mà chị? Chị ra đây tính tiền nha. Rồi. Ok, vậy là thử thách skincare cho Sara đã xong và anh Linh khá là hoàn thành. Anh đậu không? 9.5 điểm. Yeah. Quay thưởng thưởng cách coi. Quay đi thưởng thưởng cách coi. Có kia chương trình. Yeah, cái này là cái quà mà anh được hưởng. Yeah. Là spa top nè. Hey, bây giờ xem trong thùng này có cái gì nha. Quá trời đồ luôn. À, đây có thư nè. Nào. Chúc mừng anh Dương Khắc Linh đã hoàn thành xuất sắc thử thách skincare cho bà xã Sara Lưu. Chương trình xin gửi tặng đến gia đình một phần quà cùng lời nhắn: hãy cùng nhau chế biến nhiều món cháo thơm ngon bổ dưỡng cho Mickey và Jerry nha. Nào, xem trong này có gì nha. Trứng gà, bắp cải, bông cải xanh, nhìn siêu ngon luôn, xoài, có bí đỏ, chanh vàng. Gói gì đây ta, bóc nha. Cà chua bi. Wow. Đây là cà rốt và dưa leo. Trời ơi, nhiều đồ quá. Trái bơ. Nấm đùi gà. Wow, siêu to khổng lồ. Một quả bưởi siêu to luôn. Ủa. Ta ta ta. Cảm ơn chương trình Ở Nhà Vui Mà đã cứu trợ gia đình Sara Lưu và Dương Khắc Linh. Quá trời đồ ăn, rất là nhiều đồ tươi này, trái cây này, rau, trứng, rồi nấm, đủ các thứ để nấu cháo cho Mickey và Jerry. Thay mặt Mickey và Jerry cảm ơn cô chú nhiều nha. Thì lúc đầu cái việc mà đắp mặt nạ và massage thì nó cũng không khó lắm, nhưng mà chỉ có một cái là phần dưỡng da này thì nó có 4 bước. Thì không biết là anh Linh có theo thứ tự được không, nhưng mà thực ra thì nó cũng đã, cái tên sản phẩm nó cũng đã ghi sẵn ở ở trên chai rồi. Thì cái máy nhẹ 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 dễ mà. Yeah. Nói chung là thử thách quá dễ. Cảm xúc là mình rất vui vì lâu lâu mới được chồng massage một lần, cảm thấy rất là thoải mái. Và một lời khuyên nhỏ trong cái thời gian nghỉ dịch ở nhà này, thứ nhất là giữ an toàn, và thứ hai là mình có thể lên một kế hoạch tập thể dục để tốt lại nhan sắc, hoặc là bạn sẽ học một môn mới, học một cái ngoại ngữ mới, hoặc là học nấu ăn mới. Nhiều việc để mình có thể làm để không bỏ phí cái quãng thời gian đang rất là dài này. Và mình nghĩ là nhiều người có những cái thú vui mà hồi nào giờ mình nghĩ trong đầu mình mình rất là muốn tìm hiểu sâu về cái đó, hoặc là mình không muốn học cái đó, thì bây giờ là cái thời gian để mà mình bỏ ra thời gian để học hỏi thêm. Chúng mình thấy là cái dịch Covid lần này thì nó cũng gì nhiều khó khăn, nhất là với hai vợ chồng kinh doanh như mình, nhưng mà mình thấy đó cũng là một cơ hội để cho gia đình gắn kết với nhau hơn, có thời gian bên nhau hơn này, và có thời gian nhìn nhận lại bản thân, và bản thân bọn mình cũng cảm thấy là trưởng thành hơn. Và gia đình nhà Mít cũng muốn gửi đến các bạn, đấy là mọi người hãy giữ sức khỏe, sống lạc quan hơn, lạc quan hơn, và cố gắng cho mình có một cái thời gian biểu hàng ngày để đạt được những cái mục tiêu. Mục tiêu mà tức là đừng để cho một ngày nó trôi đi một cách vô nghĩa, tại vì mình không ra khỏi nhà vô nghĩa là mình không được làm cái gì đó có ích cho bản thân mình, đúng không? Nên là đó là những cái gì mà mọi người gửi gắm với mọi người. Thử
Thật ra bây giờ thì ngày xưa khi mà mình nói đến chất khi dịch ý, mà nghĩ hạnh phúc ấy, mình nghĩ nhiều thứ lắm nhở. Mình nghĩ kiểu trời ơi phải có cái này có cái kia, nhưng mà thật sự đối với nhà mình ý, thì hạnh phúc đấy chính là được về Hà Nội. Hà Nội. Trời ơi nhớ Hà Nội lắm. Và mình hạnh phúc là mình đã được về Hà Nội, được về thăm nhà, thăm ba mẹ, được gặp bạn bè này, và nhất là được ăn món Hà Nội nữa đúng không? Rất là nhiều món mà hai vợ chồng muốn ăn ở Hà Nội, và hít thở không khí trong lành và hòa cùng với cái cảm giác mùa thu mùa đông ở Hà Nội nữa. Và cầu mong là dịch sớm qua đi để mình có thể lại được ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành rồi đi du lịch đi đây đi đó, đó là hạnh phúc. Okay. Hạnh phúc là mình có một gia đình hạnh phúc. Yeah, wow. Mọi người nhớ đón xem chương trình Ở Nhà Vui Mà, một ngày của gia đình giữa Khắc Linh và Sara Lưu. Gia đình Hạt Mít vào lúc 20h25 tối thứ 6 trên kênh HTV7. Bye bye. 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 Ngày hôm nay mình rất vui khi được đến với chương trình Ở Nhà Vui Mà với giọng hát đặc biệt của Hồng Thanh. Em nghe đâu nghe nước sông. Đúng rồi. Ngủ mà cũng nghe. Nghe đâu nước sông. Nước sông là nước sông, nước mật ong. Thơm mà ta nói nó ngon, mà nó đắng mà nó ngọt, đã lắm. Đây là nước. Để chị nước mắm cái bệt vậy. Anh để cho mọi người đừng có nhầm lẫn. Nhưng mà anh nhầm lẫn thì sao? Đón xem tập 6 Ở Nhà Vui Mà phát sóng vào lúc 20h25 ngày 1 tháng 10 năm 2021 trên kênh HTV7. Herbal Nature hân hạnh đồng hành cùng chương trình Ở Nhà Vui Mà.